Dạ thưa bác sĩ Tân Khoa, nhiều người khi mà mất ngủ thì họ tìm khá là nhiều phương pháp. Bởi như bác sĩ cũng đã chia sẻ thì đây là một tình trạng có thể nói cực kỳ khó chịu. Họ sử dụng đông y, họ sử dụng tây y. Và mỗi người thì sẽ có một lựa chọn khác nhau. Thưa bác sĩ, về mặt y khoa thì nhìn chung đông y và tây y trong việc điều trị giấc ngủ thì điều trị mất ngủ thì có điểm chung nào ạ? Hàng ngày không chỉ các bác sĩ tây y hay đông y, mình nói chung là các bác sĩ cũng đều tiếp nhận những cái, một trong cái điểm rất khó chịu của người bệnh là người ta khai là không ngủ được, hoặc là mất ngủ, hoặc là một phần, hoặc là mất ngủ hoàn toàn cả đêm không thể nào ngủ được. Cho dù tiếp cận với bác sĩ nào, được cả kẻ đông hay tây, thì về mặt y khoa thì chúng tôi vẫn phải, việc đầu tiên là khai thác cái đặc điểm của mất ngủ đó. Nè, khi nào thì khó ngủ đầu giấc, hay là ngủ một lúc sau tỉnh lại thì không sao ngủ lại được. Yeah. Hoặc là trong cả đêm, trong cái giấc ngủ nó không có sâu, lâu lâu lại tỉnh giấc và nó liên tục có những có những giấc mơ nối tiếp, giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác. Yeah. Bệnh nhân người ta dậy người ta rất là khó chịu trong cái buổi sáng ngày hôm sau. Việc đầu tiên là khai thác được cái đặc điểm của mất ngủ. Yeah. Và bác sĩ cũng phải khám toàn diện để tìm ra cái nguyên nhân của mất ngủ. Thế mất ngủ có thể là một cái biểu hiện của một triệu chứng bệnh, nhưng cũng có thể là một cái tình trạng, là một cái bệnh lý mà bác sĩ cần có sự can thiệp. Cho nên là việc mà khám chẩn đoán nguyên nhân của rối loạn giấc ngủ, của mất ngủ là một việc cần thiết, cho dù đó là bác sĩ đông y hay là tây y. Yeah. Tuy nhiên cách khai thác, cách xử lý thì đôi khi có một chút cái sự khác biệt. Về mặt tiếp cận thì nó có thể, nó nhìn chung thì có ba cái phương án. Phương án số 1 là người ta vẫn khuyên bệnh nhân điều chỉnh cái cuộc sống lại để có một cái, mình gọi là sắp xếp cái cuộc sống một cách khoa học hơn. Yeah. Không dùng chất kích thích vào buổi tối. Yeah. Vân vân, như uống trà, uống cà phê vào buổi tối. Thứ hai là người ta cũng khuyên bệnh nhân là việc tập luyện một số các động tác cơ bản, ví dụ như là đi bách bộ, hoặc là tập yoga, tập thiền, hoặc là tập một môn thể thao nào đó. Yeah. Thứ ba nữa là người ta cũng sẽ đến việc nữa, là cái việc chính của bác sĩ là sẽ kê cái đơn thuốc cho bệnh nhân điều trị. Yeah. Thì đấy là cái việc mà hiện nay các bác sĩ đều phải làm. Yeah. Và tôi nghĩ là đó là một cách làm chung cho cả cả đông, dù là bác sĩ đông y hay tây y. Tuy nhiên thì nó có một cái thực tế, một là cái việc mà phải sử dụng các loại thuốc điều trị rối loạn giấc ngủ, có thể là những thuốc chống trầm cảm đấy, hoặc là một cái thuốc ngủ đơn thuần, thì việc bệnh nhân nếu như không có một cái sự điều chỉnh tốt, kể cả về mặt dinh dưỡng, về mặt tinh thần, thì người ta cái triệu chứng mất ngủ có thể giai đoạn đầu đáp ứng tốt, nhưng dần dần sẽ dẫn đến cái tình trạng là phải tăng liều, lạm dụng thuốc, và sâu hơn nữa, xa nữa là lệ thuộc vào thuốc. Tức là phải có thuốc thì mới ngủ được, hoặc có khi có thuốc rồi mà cũng không ngủ được. Yeah. Thì đấy là cái vấn đề mà nó trở thành một cái quan tâm, không chỉ có trong cái những cái nhà của ngay bệnh nhân, của các bác sĩ điều trị, các nhà quản lý và đối với xã hội. Vấn đề lạm dụng thuốc, lệ thuộc vào thuốc hoặc thì đang là một cái vấn đề rất là đau đầu. Yeah. Trong cái vấn đề điều trị rối loạn giấc ngủ. Yeah. Với góc nhìn của y học cổ truyền thì chúng tôi tiếp cận bệnh nhân rối loạn giấc ngủ ở các nội dung, ở các phần. Thứ nhất là cũng giống như các đồng nghiệp của y học hiện đại, thì chúng tôi làm các bác sĩ y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Cho nên cái góc tiếp cận của chúng tôi luôn luôn đặt bệnh nhân làm trung tâm, và không phải là mình đến đây là mình trị cái rối loạn giấc ngủ đơn thuần, mà phải đặt cái điều trị nào và điều trị với nào cả điều trị của con người. Yeah. Điều trị về cái, đặt trong một cái tổng thể chung.
Thì đó là cái phương pháp tiếp cận mà của y học cổ truyền. Đó là mặt tổng quát. Còn hai nữa là bao giờ cũng vậy, người học bác sĩ học cổ truyền phải tìm cho được cái rối loạn dẫn đến cái mất ngủ của người bệnh thì ở cái phần nào của cơ thể, cái hệ thống nào. Tôi ví dụ mất ngủ do đông y thì chúng ta cũng nghe rồi, tạng tượng rồi ngũ hành, ví dụ như tạng tâm, tạng can, tạng tỳ, tạng thận, tạng phế, tức là cái cơ thể người ta được xếp vào năm cái nhóm chức năng lớn, thì người ta sẽ tìm theo cái nguyên nhân cái rối loạn giấc ngủ này do đâu mà có, ảnh hưởng của cơ thể nào. Và thứ hai nữa là khi tìm ra được cái nguyên nhân, tôi ví dụ do rối loạn ở vấn đề tâm lý hay là có mất ngủ từ ăn uống mà gây đến mất ngủ, thì người ta đặt ra cái pháp trị, người ta trong đông y gọi là cái bát pháp, tức là xây dựng được các pháp trị dựa trên những cái chẩn đoán nguyên nhân và những cái biểu hiện chung của cái rối loạn giấc ngủ. Và khi đi vào điều trị thì có thể nói bằng ba cái phương án lớn. Phương án thứ nhất người ta gọi là dụng dược, tức là bác sĩ sẽ kê cái đơn thuốc cho bệnh nhân uống, có thể là những cái bài thuốc kinh điển của y học cổ truyền, nhưng cũng có những cái bài thuốc hoặc là những cái vị thuốc có nguồn gốc từ đông dược, từ thuốc nam, ví dụ như lạc tiên, ví dụ như lá vông, ví dụ như lá sen, vân vân, tùy theo cái mức độ bệnh. Thứ hai là các bác sĩ sẽ cho bệnh nhân theo sử dụng điều chỉnh cơ thể bằng các huyệt đạo. Thông qua các tác động đến các huyệt thì tạo cái sự quân bình trong cái của cơ thể và giúp cho cơ thể tự điều chỉnh cái rối loạn bên trong mình. Thì đây là một trong những cái phương án mà hiện nay đang rất được người bệnh cũng như là rất được mọi người tin và thực hiện theo cái này, bởi vì nó rất ít làm cho người bệnh phải rất ít phải dùng thuốc và không lại thuộc dùng thuốc. Thì trong cái phương pháp dụng huyệt này thì nó có rất nhiều kỹ thuật, đơn giản nhất như là chúng ta có xoa bóp bấm huyệt, thì do các kỹ thuật viên họ sẽ thực hiện về cái này cho người bệnh. Thứ hai là chúng ta có thể bằng châm cứu, có thể bằng châm hoặc là có thể bằng cứu ấm những cái huyệt để giúp cho dễ giấc ngủ. Cái vấn đề thứ ba là cái nhóm thứ ba trong cái này thì người ta kỹ thuật cao hơn, người ta có thể dùng điện châm hoặc là thủy châm hoặc là cấy chỉ, tức là đưa những cái sợi chỉ tự tiêu vào huyệt, những cái huyệt đạo phục vụ cho cái công tác điều trị này. Tôi ví dụ trong cái hệ thống điều trị rối loạn giấc ngủ mà điều trị mang tính chất tại chỗ, điều trị triệu chứng thì nó có những cái huyệt an miên, an miên 1, an miên 2, an miên 3, an miên 4. Cái chữ an miên theo ý nghĩa của y học cổ truyền của Đông Phương mình ấy, tức là làm cho một cái giấc ngủ nó ngon, giấc ngủ nó bình yên. Thì việc điều trị này ấy, nó có một cái sự lợi điểm là không dùng thuốc, nhưng mà quan trọng hơn là thông qua cái kích thích các huyệt đạo thì nó sẽ giúp cho cơ thể tự điều chỉnh các hoạt động của mình. Và đây là một trong những cái phương án mà được rất đông đảo các bệnh nhân lựa chọn, và chúng tôi cũng là một cái đơn vị bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về học cổ truyền của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam, thì cũng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến điều trị bằng cái phương pháp này. Và vấn đề thứ ba lại vô cùng quan trọng, đó là áp dụng cái dụng dưỡng sinh. Tức là người ta áp dụng những cái kỹ thuật nền tảng của dưỡng sinh vào trong điều trị. Tôi xin phép nói kỹ hơn về phần này, bởi vì cái này là nó là nền tảng và người bệnh có thể tự áp dụng được, chứ không nhất thiết là phải có bắt buộc phải đến gặp các bác sĩ. Tức là trong dụng dưỡng sinh thì người ta lại chia làm ba cái nhỏ. Thứ nhất là cái vệ sinh tinh thần, mà theo bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng là người là một trong nữ bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam chúng ta đã nghiên cứu và phát triển này. Tức là dụng tinh thần đó là
mình phải tổ chức sắp xếp cuộc sống của mình lại một cách khoa học, một cách phù hợp. Thứ hai là giúp cho mình loại bỏ những cái ý nghĩ tiêu cực, bệnh này nặng quá chữa không được, hay là đôi khi mình nói trong gia đình mình có thể tức người này giận người kia, hoặc là trong cơ quan mình có những ý nghĩa tiêu cực về vấn đề là ví dụ như là quan hệ giữa nhân viên với thủ trưởng, rồi quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau, thì mình nhìn nhận cái này như thế nào để hài hòa, để phù hợp, phải thể hiện cái sự vị tha của mình nữa. Trong nó có rất nhiều những cái điểm mà người bác sĩ khi quá trình tư vấn người ta sẽ đọc ra cho người bệnh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.